Em chào anh em à. Hôm nay bên xưởng tiện em mới nhận được đơn đặt hàng của một anh ở Sài Gòn. Sài Gòn đặt em là một máy 3T66 anh em. Đây là T66. Đặt của anh em sơn lại độ cho anh luôn ha. Độ cho anh là máy độ turbo. Turbo vô luộc, siêu hàng gió, siêu hàng nhớt, là chụp inox là lên đồ chơi tất cả luôn anh em. Lên độ hết tất cả luôn đồ chơi luôn. Bây giờ anh em coi ha, cái này là mới sơn thôi ha. Còn lên độ đồ chơi si inox nữa. Chụp lược nhớt. Rồi nói chung là chơi inox hết đó nè. Tất cả thì em sơn, nó sơn này sơn bằng chịu nhiệt anh em. Sơn chống cháy á. Ở ngoài thành thì màu xanh, còn trên là màu cam. Cam AB. Rồi anh em nào mà cần nhu cầu sử dụng hoặc là muốn tham khảo á, thì lần sau em sẽ quay lên up lên cho anh em coi ha, khi hoàn thành một cái siêu phẩm của em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Quay xe cho anh em coi ha. Cái này là mấy phần đầu thôi nè. Phần cuối sẽ cho anh em một cái siêu phẩm. Anh em đón đợi ha.